Đá ra đây à? Mấy đây? 2 đây. Chúng mình đi được 3 năm. Yeah.
hết rồi đấy. Này dễ rơi lắm. Gió mạnh quá vào là mình lúc mình xuống hạ cánh không để ý ra. Lần trước em hạ cánh vào đúng mấy cánh dừa này, nó văng một phát từ đất từ khoảng thảo khoảng kia xuống luôn. Nên là chắc chắn cái khoảng trống của mình hạ cánh nó phải quá. Vừa mới bay lên đây đến ngang đây lên cao. Chỉnh màu là được.